Vùng biển và ven biển Tây Nam của Việt Nam có hơn 150 đảo quần đảo lớn nhỏ, kéo dài từ mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, có chiều dài bờ biển 347 km, tiếp giáp với các nước Campuchia, Thái Lan và Malaysia. Tạo thành vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam rộng khoảng 360.000 km vuông, gồm vùng biển và thêm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và tài phán của Việt Nam. Chuyến khảo sát di sản lịch sử văn hóa trên vùng biển đảo Tây Nam Việt Nam của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và tỉnh Kiên Giang có sự tham gia của nhiều nhà khoa học tên tuổi trên cả nước như Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Giáo sư Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Giáo sư Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Võ Văn Sen, Chủ tịch Hội Sử học Thành phố Hồ Chí Minh giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Kim, phó chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Nhụy, chủ tịch Hội đồng khoa học viện sử học Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Lâm Thị Mỹ Dung, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, vân vân. Trong thời gian từ ngày 24 đến 28 tháng 10 năm 2023, đoàn khảo sát sẽ khảo sát thực địa tại quần đảo Phú Quốc, quần đảo Thổ Chu, quần đảo Nam Du và quần đảo Hải Tặc thuộc tỉnh Kiên Giang. Đây là những địa danh hiện đang lưu giữ nhiều chứng tích lịch sử quý giá thời các chúa nguyện, vua nguyện trong việc khẳng định chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Cái quan trọng nhất của những nhà làm sử nhé là phải tìm ra sự thật lịch sử. Cái mục đích của chúng tôi đấy là tìm ra cái sự thật lịch sử về những cái hoạt động chủ quyền của tổ tiên chúng ta. Đấy. Ở vùng biển Tây Nam này, trong đó có đảo Phú Quốc. Đấy, mục đích của chúng tôi là như thế thôi. Quan trọng nhất là gì? Là phải tìm ra cái sự thật lịch sử. thưa quý vị và các bạn, sau khi khảo sát thực địa tại cái quần đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang thì ngày mai đoàn khảo sát tiếp tục khảo sát tại các cái quần đảo Thủ Chu Nam Du và quần đảo Hải Tặc cho đến ngày 28 tháng 10 năm 2023 và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cái hành trình của đoàn khảo sát đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau